cái đồ cũng mệt ha. Còn cái gì đánh chế độ và coi dùm mọi gì đi là có đi đi ấy không? Rồi đi không rồi. Đi phải không? Thì là giảm mới có đi phải không? Đi tiền phải không? Ừ. À, chưa. Tao chồng mày kia bên chồng mày mướn gần chục chiếc xe vô là đây gánh bên này đông bận nó gánh bên nội bên ngoại mày đông lắm. Quá trời cái phán. Nếu như người ta bạn chồng kề nên từ cái đi áo dài áo đầm với mới mua bạn đây cái này mẹ nó mà cười bà lấy cái mền nó đe đi quấn tay muốn ăn đó hả? Rồi, tối, tối ừ. Ừ.